Hello, đây em có hai con đồng hồ Seiko đó mặt của nó rất là độc lạ nha các nhà đây là đồng hồ cơ automatic nha size con này 40 con này 41 nha kính sapphire 24 chân kính đó, nền xoay dạ quang là cực sáng luôn nha đó dây nè thép đúc hàng nêu chưa qua sử dụng nha bảo hành một năm luôn thì con này hai con đều là nấm cổ chai có có tay và có hacking stop luôn nha lịch có kính lúp nha tất cả đều lộ máy cho cả nhà xem luôn máy seco nh 35 a nha cứ google thoải mái cả nhà đó, đây rất là đẹp đề mi vàng đó, dây cực dài tại vì hàng mới mà chưa qua sử dụng nha dây thép đúc hai khóa có tăng đưa con nào cũng có tăng đưa nha Dạ quang rất là sáng luôn cả nhà đây đó trái đất và ngàn sao nha đó. nguyên bầu trời sao thì con này cũng y chang hai con đều giống nhau cả nhà seco mà đó. con này sai bốn mươi nha sai ba mươi chín mấy làm cho thành bốn mươi con này bốn niền xoay giá cực yêu cho cả nhà luôn Đó, dây thép đúc nha Đó, sau này mình có thể lên dây da dây gì tùy nha Đó, rất là đẹp kính sapphire 24 chân kính có có tay và có hắt stop nha nấm cổ chai Đó, đằng sau là lộ máy hết nha chữ code 41 tiếng bảo hành một năm nha cả nhà rồi em mời cả nhà nha